Đêm ngày 18 tháng 10, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiến hành lập chốt đo nồng độ cồn các tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Phóng viên đã theo chân các lực lượng tại một chốt do Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương lập để kiểm tra ở trạm thu phí Suối Giữa, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Tại đây, một tài xế điều khiển xe du lịch khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn đã thông chốt bỏ chạy. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi và tạm giữ được tài xế cùng phương tiện. Sau khi đưa phương tiện về chốt kiểm tra, mặc dù tài xế xoa dầu gió nồng nặc nhưng qua kiểm tra vẫn bị phát hiện có nồng độ cồn. Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an triển khai 5 tổ kiểm tra chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo kế hoạch, công an các đơn vị địa phương thuộc Công an Bình Dương sẽ phối hợp với tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, xử lý vi phạm một cách đồng bộ, xuyên suốt, trách nhiệm, hiệu quả trong toàn tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, ngược chiều đường, không để tái diễn tình trạng xe cơi nới thành thùng quá khổ, quá tải, đúng tinh thần chỉ đạo, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.